6 thì mình sẽ kiểm tra. Rồi như vậy thì lỡ các bạn sẽ hạng 20. Rồi mình kiểm tra tất cả các bài tập thầy đã dạy trừ các bài tập phân tích diễn biến hiệu quả này. Như vậy thì mình sẽ có những bài tập gì? Đó là bài tập về phân tích chi phí đối với việc sử dụng dịch vụ y tế, đúng không? Chi phí trực tiếp nhân tiếp, chi phí y tế trực tiếp ngoài y tế. Rồi bài tập về tính cái gì? Tính khấu hao. Bài tập về tính khấu hao. Rồi bài tập về tính chi phí ngày giường. Rồi bài tập về tính pha ly và vali ly. Đó là những cái bài mình sẽ thi trên hội nghị. Rồi các bạn nhìn trong cái tờ bài tập á, mình sẽ thi những cái bài tập mà từ bài tập số 3 cho đến bài tập số 9. Những cái dạng bài tập tương tự như vậy là giữa kỳ, ba giữa kỳ. Rồi mình sẽ thi những cái bài tập mà nhóm tương tự như bài tập trong cái tờ bài tập số 3 đến bài tập số 9. Đúng rồi, các bạn được sử dụng tài liệu. Thầy nói từ đủ đầu rồi mà, vừa thi giữa kỳ các bạn được phép sử dụng tài liệu giấy mà các bạn đã ghi chép, nên là thầy cho bạn thoải mái chưa. Tuy nhiên các bạn phải làm, phải hiểu bài để mình thi cuối kỳ. Thi giữa kỳ các bạn có thể quên công thức, các bạn lật ra các bạn xem, các bạn quên cách giải, các bạn lật ra các bạn xem lại là bài đã thầy giải cho các bạn như thế nào. Nhưng mà các bạn phải tự ôn tập để mình phải có trách nhiệm ở bài thi cuối kỳ. Giữa kỳ không thường thì các bạn tương đối là cao, nhưng mà cuối kỳ thì các bạn phải cố gắng học để mình thi cuối kỳ nha. Với bài tập chi phí ở tương lai đó, rồi chưa, bây giờ mình giải lao đi, lát rồi cô mình làm tiếp bài tập thôi. Lát thầy sẽ đi cho lớp đi kiểm tra, lát khoảng 10 giờ thì cho lớp đi kiểm tra, thì các bạn ở đây các bạn cứ làm bài tập, lát về thầy sẽ